Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu hay của tài độc Nguyễn Thành Bảo. Trong ba trận này thì tài độc Nguyễn Thành Bảo gặp Đặng Vũ Hàn, cầu thủ trẻ của Trung Quốc. Trận đấu này diễn ra ngày hôm qua 21 tháng 7 2022. Trận đầu tiên thì Nguyễn Thành Bảo cầm đen thủ hậu, còn Đặng Vũ Hàn cầm đỏ đi tiên. Mà bạn thưởng thức.将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。下一局trên đây thì Đặng Vũ Hàng buông cờ. Mời bạn xem trận tiếp theo. Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, còn Đặng Vũ Hàng cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。Xác cục trên đây một lần nữa, Đặng Vũ Hàng đã buông cờ nhận thua. Mà các bạn xem tiếp trận thứ ba, Đặng Vũ Hàng cầm đỏ đi tiên, còn Tự Động Nguyễn Thành Bảo cầm đen thủ hậu. Mời bạn thưởng thức.将军。将军。
trên đây thì hai bên đồng ý hòa cờ, và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.